chia sẻ với các bạn một bài mới. Bài này sẽ nâng cao của cái bài trước. Thì bài này thì chia sẻ với anh em là có thể đánh được hai hướng, phía trước và phía sau. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà nó phụ thuộc vào yếu tố tấn của chúng ta, và anh em hoàn toàn có thể làm được, có thể đánh được phía trước và đánh được phía sau được. Đây, giả sử mình đây phía trước mình và phía sau mình đều có đối thủ, thì khi đánh ở phía trước làm sao chúng ta đánh được phía sau được, đúng không các bạn? Thì cái điều khó của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em, nó hoàn toàn là rơi vào cái yếu tố chính là tấn pháp của chúng ta. Khi mà chúng ta đánh ở phía trước thì chúng ta chuyển tấn, chúng ta đánh ở phía sau, anh em thấy không ạ? Nó yếu tố chính, nó cũng không gì khó đâu. Đứng xong thì chúng ta xoay được. Đấy anh em xem này, tấn pháp này, 1 2. Đấy anh em có thể luyện đi luyện lại để chúng ta đánh ở phía trước, chúng ta đánh ở phía sau. Đấy, vừa đấm phía trước đối thủ, phía sau chúng ta đấm được luôn. Thì đây là một trong những yếu tố chính là nó nằm ở phần tấn pháp của chúng ta. Khi mà chúng ta luyện như thế này là đòn đơn của chúng ta đánh ở một hướng, đó là phía trước. Và chúng ta tập quen rồi thì chúng ta chuyển tấn này. Anh em xem này, chuyển tấn này. Trước, sau. Đấy, nhớ nhá, tấn pháp này. Trước, sau. Cái bước số 2 chúng ta phải luyện được là phía trước, phía sau chúng ta xoay được. 1, 2, tấn pháp này anh em xem này. 1, 2. Nó hoàn toàn dễ rồi, đúng không ạ? Thì thật sự ra là bí quyết nó nằm ở chỗ tấn pháp của cái bài ngày hôm nay. Đó là bài nâng cao về kỹ thuật đấm cho anh em phía trước sau. Nghe thì có vẻ hơi khó nhưng mà thời gian làm thì rất dễ, nhưng mà chúng ta biết được kỹ năng. Và các bạn nhớ follow mình để xem tiếp bài mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.